giàu không kết bạn, hoạn nạn chớ tìm người thân, càng ngẫm càng đúng. Thưa quý vị và các bạn, có một câu danh ngôn rằng, trong cuộc chơi thì ai cũng có thể là bạn, nhưng gặp hoạn nạn mới biết bạn là ai. Khi chúng ta giàu có thì người đến quanh ta, nhưng khi ta túng quẫn thì xung quanh chả được mấy ai. Chuyện kết giao bằng hữu bấy lâu nay vốn không phải là điều đơn giản, nhất là khi ta trở nên giàu có hay rơi vào hoàn cảnh túng quẫn. Chính những lúc ấy, chúng ta lại càng phải nên cẩn trọng hơn trong việc chọn người kề bên. Chúng ta phải học từ những người đi trước để tránh mắc phải sai lầm. Có những đạo lý và kinh nghiệm đúc rút từ hàng ngàn năm trở thành bài học quý giá cho chúng ta như câu tục ngữ cổ. Đừng thăm họ hàng khi nghèo, trở nên kết bạn khi giàu. Đây là câu tục ngữ giàu hàm ý. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm nhé. Chuyện kể rằng, khi Tô Tần còn trẻ đã theo chân Quỷ Cốc Tử học hành và lĩnh hội được tri thức của Tung Hoài Gia, học phái trong Cửu Lưu Thập Gia tiên về nghệ thuật ngoại giao xuất hiện trong thời kỳ chiến quốc. Sau khi trở về nhà, Tô Tần đã nói với bố mẹ và anh chị rằng hiện tại bản thân có thể dùng ngôn ngữ, khả năng ngoại giao của mình để làm việc lớn và trước tiên cần một khoản tiền vốn để bắt đầu sự nghiệp. Cha mẹ của Tô Tần hiểu rõ ông có tham vọng lớn từ khi còn nhỏ. Thêm vào đó, anh trai và chị dâu cũng hết lòng ủng hộ và tin tưởng Tô Tần có thể vinh quang trở về. Bởi vậy, cả gia đình đã lấy hết tiền tiết kiệm ra để hỗ trợ cho ông. Được sự ủng hộ từ phía gia đình, Tô Tần càng thêm phần tự tin. Ông bắt đầu mua sắm những bộ trang phục đắt tiền, mua một chiếc xe ngựa và thuê một người đánh xe để bắt đầu công việc của mình. Những tưởng khả năng của mình có thể được quân vương trọng dụng, Tô Tần không làm tể tướng nhưng cũng phải vào hàng quan nhất phẩm. Nhưng sự thật thử ngược với những gì mong đợi. Ở vào thời điểm lúc bấy giờ, quân vương căn bản không hề thích những gì mà Tô Tần thể hiện. Kết quả là ngay một chức quan nhỏ ông cũng không có được mà còn bị đuổi khỏi kinh thành. Sau một thời gian lang bạt, tiền không còn, mùa đông lại tới gần. Không còn cách nào khác, Tô Tần phải quay về nhà. Sau khi trở về quê hương với bàn tay trắng, Tô Tần bị bạn bè cười nhạo, gia đình phớt lờ. Thậm chí người chị dâu trước kia luôn niềm nở, giờ thái độ vô cùng khó chịu với Tô Tần, mắng ông vô dụng, chỉ chờ ngồi ăn miễn phí. Hiện thực trước mắt khiến Tô Tần vừa đau khổ vừa tức giận. Ông cố gắng vực dậy bản thân, trở nên mạnh mẽ, tôi luyện lại những học thuyết đã từng được dạy. Cuối cùng sau vài năm nỗ lực, ông đã gặt hái được thành công và trở thành vị tướng có sức mạnh đáng nể của lục quốc. Thế sự thay đổi, lòng người cũng thay đổi theo. Bạn bè, cha mẹ, anh trai và chị dâu đều nhìn Tô Tần với một ánh mắt khác. Họ đều vô cùng kính trọng ông. Người chị dâu năm xưa buông lời cay độc với Tô Tần, e sợ ông đến mức phải quỳ xuống xin tha mạng. Từ câu chuyện của Tô Tần, người ta đã đúc kết ra câu nói: đừng thăm họ hàng khi nghèo, chờ kết bạn khi giàu. Đồng tiền ảnh hưởng đến rất nhiều mối quan hệ trong cuộc sống. Bởi bạn nghèo, dù bạn là ai, người ta cũng sẽ coi thường bạn. Thậm chí còn nói vô dụng, chỉ chờ ngồi ăn miễn phí như chị dâu của Tô Tần. Vì vậy, khi bản thân mình không có gì, việc bị coi thường và bị hắt hủi gần như là điều không thể tránh khỏi. Mặt khác, những người bạn đến với nhau không vì quyền lợi thì chắc chắn sẽ rạn nứt vì quyền lợi. Trong khi đó, những người bạn thực sự đến từ lúc khó khăn, lúc không có gì trong tay nhưng vẫn đối xử với nhau chân thành, đó mới là người bạn đúng nghĩa. Khi chúng ta ăn nên làm ra, nắm trong tay quyền lực, thái độ của mọi người xung quanh sẽ ngay lập tức thay đổi, thậm chí là tâng bốc bạn đến tận mây xanh. Còn khi bạn nghèo, coi thường bạn đầu tiên không ai khác, chính là những người thân thiết nhất của mình. Đây chính là hiện thực của cuộc sống. Có một điều bạn nhất định phải hiểu. Khi bạn nghèo khó thì sẽ chẳng có mấy người tôn trọng bạn. Thậm chí họ còn lợi dụng điều đó để bắt nạt bạn. Khi bạn giàu có thì họ đố kỵ với bạn, họ nịnh bợ bạn, họ khách sáo với bạn. Và từ đầu cho đến cuối, hóa ra lại chẳng thể bằng bạn bè. Người đói đừng ăn hẹ vì dễ bị nóng trong người. Người nghèo đừng tìm người thân nếu không muốn chuốc lấy đau khổ. Cổ nhân dạy, biết được ai là hoa trên lụa,
ai là than trong tuyết. Bởi thế, chỉ khi nghèo khó, bạn mới hiểu được lòng người. Tất nhiên, không phải lúc nào nghèo khó cũng không nhận được sự giúp đỡ từ người thân. Thế nhưng, không ít người viện vào cái việc bạn nghèo khó, không những không giúp đỡ mà còn coi thường bạn, xa lánh bạn. Muốn nhận được sự tôn trọng, muốn giữ tự tôn của mình thì chỉ có cách duy nhất là dựa vào bản thân. Đây chính là hiện thực của xã hội mà bạn phải chấp nhận. Anh em ruột thịt sẽ có những lúc đồng tình, gần gũi, gắn bó với nhau. Nhưng không phải lúc nào bạn gặp khó khăn cũng có thể dựa dẫm nhờ cậy họ. Đến khi khó, bạn mới hiểu, không chỉ bạn bè, đồng nghiệp mà đến cả người thân cũng sẵn sàng rời xa bạn. Đến cả lời nói cũng xa cách, ánh mắt cũng thay đổi lạnh nhạt đến khó tin. Đây chính là lý do bạn hãy thôi mong chờ vào người khác, hãy dựa vào thực lực của chính mình để vực dậy. Cuộc sống của bạn không phải lúc nào cũng gặp may mắn thuận lợi, sẽ có những lúc gặp khó khăn, vấp ngã. Chỉ cần bạn quyết tâm thì bất cứ điều gì cũng có thể làm. Khi bạn không làm thì điều đơn giản nhất cũng không thể hoàn thành. Đến lúc tận tụy vì thứ bạn cố gắng, bạn sẽ có thành quả trong nay mai mà thôi. Khi khó khăn, bạn có thể sống trong một căn nhà nhỏ hơn, ăn rau, mặc đi mặc lại những bộ đồ cũ. Nhưng bạn nhất định phải nghĩ cách kiếm tiền, vì nếu không có tiền thì ai cũng có thể coi thường bạn. Khi bạn có tiền, bạn mặc quần áo cũ, họ nói bạn giản dị. Bạn ăn rau, họ cũng nói bạn biết giữ gìn sức khỏe, ăn uống khoa học. Đó là quy luật tàn nhẫn nhất trong cuộc sống. Người nghèo dù có gặp hoạn nạn cũng đừng mong chờ quá nhiều từ bạn bè. Xã hội thay đổi, ngoài cách lúc nào cũng hết mình nỗ lực, chúng ta vốn chẳng còn lựa chọn nào khác. Hiện thực cho thấy dù là người thân hay kẻ xa lạ đều như nhau. Tất nhiên, người ngoài nhìn bạn bằng con mắt nào bạn không nhất định phải phiền lòng và để ý. Nhưng vì một tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn của bản thân, bạn phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, luôn đặt ra mục tiêu để thử thách ý chí, nghị lực của bản thân. Bạn đã từng nghe câu nói, người nghèo nơi thành thị không ai hỏi, người giàu trốn thâm sơn ai cũng biết. Cho dù không muốn tin, nhưng cứ nhìn trên bàn rượu, chén chú chén anh bao giờ cũng dành cho người giàu sang phú quý. Còn người nghèo thì sẽ để lại sau cùng, thậm chí còn không buồn bàn đến. Người có tiền đi đâu cũng sẽ nhận được sự xem trọng từ người khác. Lời nói của họ bỗng có trọng lượng hơn. Trong xã hội, bạn có tiền thì việc gì bạn làm cũng có đạo lý. Đời người vì thành tựu của bản thân đạt được bao nhiêu mà sẽ được xem trọng hay bị coi thường. Thành tựu không cao, bạn bị người khác coi thường. Đạo đức không cao, bạn mới bị bắt nạt. Tình cảm không thành thật, bạn mới bị chê cười. Vốn dĩ, đời người không có ai hoàn mỹ, đó là cả một quá trình tôi luyện. Quan trọng nhất, hãy sống sao để người khác tôn trọng mình. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm được mục đích sống đích thực của bản thân, không bị che mờ đôi mắt bởi những cám dỗ ngoài kia. Con người ta sinh ra, ai cũng có số phận, không ai được lựa chọn sinh ra trong giàu có hay nghèo khó. Nhưng chúng ta luôn có một quyền năng để làm thay đổi cuộc đời. Hãy luôn thử thách bản thân bằng những mục tiêu để rồi phấn đấu, quyết tâm đạt được nó bằng chính sức lực của mình. Vì một lý do rất đơn giản mà càng ngẫm càng đúng. Giàu không kết bạn, hoạn nạn chưa tìm người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và chia sẻ.